nói lên cái bài mà Thường thường khi học thi công nó có nhiều người nó chưa có ý thức được các bài thi công nó tập gì. Thường thường cái giai đoạn đầu mày tập thi công là cái thận với cái bao tử nó tập trước, tự động khí nó chạy hai thằng đó, nó gọi là hạ năng điền. Hạ năng điền nó cấp khí cho thận và bao tử, thành ra khi tập thi công sẽ thận mạnh lên, bao tử ăn ngon. Giai đoạn 2 là nó cứ tiến tới đan điền trung, và khí nó đầy dưới mà nó dâng lên đan điền trung, tức là ở giữa ngực, mà ngực đang phải tìm. Như thằng là luyện tim là chết cha đó, tim là cái thần, cái đó là đa tinh, ở dưới là tinh, tinh túy là thận và bao tử. Bao tử nó đem đồ ăn ở ngoài đem vô hậu thiên tinh, còn thận thì nó cấp cái tinh cho cái tinh túy cho tất cả các đạo cụ khác nó vẽ ra thận. Thì đó xong giai đoạn thứ hai là tiến tới cái ngực, ngực là gan và phổi, phổi nó gọi là mão dậu châu thiên pháp, là cái hai cái tạng nữa. Hai cái tạng đó là cái thận, cái gan nó chứa ba cái hồn, nguyên hồn, nguyên thần là cái hồn của mày, xong cái sản linh là cái tính toán, gọi là cái đầu nó gọi là thai quan, tức là cái gan mày nó khỏe thì mày ngủ mày thấy sáng, thấy sáng hồ cái mày muốn ngủ á, nó làm gì có cái đèn trong đầu hả, cái đó là thai quan. Bây giờ nó trực quan là ánh sáng, ánh sáng của cái thần. Cái thứ hai là mày tính toán rất chính xác, khi ngủ mà tính 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 công việc xong mình ngủ được liền, còn thằng mà tính không được nó không ngủ được là gọi là sản linh. Cái thứ ba là u tinh, là cái tính mê gái của mình, tức là gặp đàn bà mà mày si mê quá là cái thần, là cái hồn mà kém, gọi là sân si, tức là mê mê tới ví dụ tự sát, mê con nhỏ là tìm cách chinh phục và giết con nhỏ luôn, nhiều thằng nó đánh vậy. Cái đó là cái gan nó yếu, là ba cái tính của cái gan. Trong cái phổi nó có 7 cái tính, khi ngủ mới hai cái này, khi ngủ mới kiểm tra được thôi, còn thức thức chỉ có cái bao tử với cái bao cái bao tử với cái thận làm việc à. Cái Ừ, này là cho cái sản phẩm trên đây nè, còn 37 thì nhắn tin ngồi lấy tôi nhắn, nhắn có thôi sản này, chung gọi không phải ở đây đây tôi viết, cho mày 0 3 7 1 ngàn 4 6 3 5 1 7 vậy đó, VCB ký tường thuốc đó không bà mẹ mày chụp vô đó, mày ngồi mày bấm luôn đi, bấm luôn lấy khỏi khỏi quên, lấy cái điện thoại đâu bỏ đâu. Công 37 1 ngàn cái số đó. Rồi thì đi thì giảng tiếp các bạn. Đó là cái thành ra nhiều người tập á không biết mày đang tập cái gì luôn á. Tập khí công ngày mày đang tập ý khí giờ đâu không? Không, bây giờ khi mình học lâu, bởi vì cái học trò mà học lâu mình mới giảng dạy sâu vô. Thường khi mà học khí công giai đoạn đầu 1 tới 3 năm đầu khí nó chỉ vô thận và bao tử thôi. Nhớ vậy, nó tự động vô hai thằng đó. Tại sao cái đó là giống như là mày muốn xây cái nhà, nó xây cái nền nhà trước, có thể nó ngu đâu, ngu xây cái hồn trước, xây cái nền nhà. Cái nền nhà nếu mày tập lâu thì cái thận rất là khỏe, như ông này ông nói nãy thận khỏe lên, cái chỉ số từ 70 lên tới 90 mấy, cho nên là 9 mấy có thận mày lên 9 mấy. Hồi mới đầu lần đầu tiên gặp thầy thì chỉ số 78, À, cái chỉ trong số mình 78 lọc cầu thận đó, hả, là cái chị tầm 1 năm sau để lên 88 rồi, nhưng mà cách đây 1 tháng thì lên 92, mà theo chín mấy là nó ổn định trên 90 là bình thường, đô nhà ngon là rồi đó. rất tốt, Mà mới năm nay mình gần 50 này nữa 50 rồi. đó, thấy không, thận nó lên đó. Thế cái người khi nhiều người nó học nó không có theo dõi cái này, Phải mày phải có mới đi đi khám sức khỏe mới thấy. xét nghiệm mới chỉ Ừ, số rồi mới thấy. mới biết nó có hiệu quả không. Ừ, rồi có cái bao tử nữa, là cái này là mình nói miệng Thì thôi cái mà. đây gặp thầy 3 năm đó, ba năm đó lại Ừ, 3 năm. thì lúc đó thận cũng yếu 78 Ừ, mà lúc huyết áp thằng này cao nữa, rất cứng cao. ngắc, là ông này ông tập tạ rồi tập hết huyết áp xong ông ngưng, ngưng xong là ông mới tới tập cái khác khác. Hồi cái năm nay bắt đầu nó chuyển qua mở máu rồi, rồi bắt đầu qua đây chỉ lại, bắt đi khám khám để lấy xong số. Bây giờ đã còn đang phấn đấu 2 tháng giảm mỡ máu, tức là trong ống máu không có mỡ và trong gan không có mỡ, men gan cao. Thì bây giờ ông mới tập một một tháng 2 tháng đâu là
cái kilo xuống 2 ký. Tôi nói thiệt mấy con nhỏ mà khoái giảm cân tới đây tập thì được khí công sướng, nó khỏi ăn khỏi uống. Nhà nhà ấy chị đi tập đi bộ nữa, đó, đi bộ đó nó còn nói vậy, kết hợp chạy bộ nữa, nó mới xuống. Nó nhiều người không biết là có tùy cái phương pháp khí công là có đó, nhưng mà tùy cơ địa, có người nó ăn thực dưỡng thêm, có thằng kiêng ăn, có thằng nó tập nó đi bộ hay gì đó, có cái nhẹ nhẹ của nó thì nó thành công. Nhưng mà nguyên tắc đầu tiên khí công ít nhất phải tập 3 năm đầu kiên trì thì thành công tốt. Bỏ cái uổng thì 3 năm đầu nó sẽ vô thận và vào tử. Sao nó tàu thải không đúng rồi thầy? Đâu ba là ACB không? Vietcombank. Vietcombank là VCB. Vietcombank. Vietcombank là ACB hả? VCB. Đúng rồi. Đó. Thành ra cái đó khi mày tập thì 3 năm nếu mà mày ngưng cái là nó loạn, nó không biết đi đâu hết. Ngưng cái là ngưng cái nó có dở là bắt đầu thận nó không nhận được khí được, bao tử nhận khí bắt đầu. Mà hai thằng đó là tinh túy, là cái nền nhà của mày mà không nhận, bắt đầu có những bệnh linh tinh xảy ra, mà bệnh cấp cao hơn nữa. Do đó người tập khí công đã lỡ có duyên với nó lấy nó luôn, chứ đừng có bỏ. Môn khí công nó không phải những môn khác. Môn khác mày bỏ được, môn này mày bỏ là có chuyện. Tức là cái môn này nó đã giống như là cái hệ thống nội cơ thể mình, nó có những cái mạch điện. Bây giờ mày chỉnh nó tới, mày sao mày ngưng? Nó giống như là cái TV mày đang chỉnh độ sáng, xong chỉnh độ tối, nó ngưng, nó cứ sáng tối lát hồi nó chơi không chỉnh âm thanh, rồi cái âm thanh vô không đủ, rồi để vậy luôn. Bây giờ chừng nào mà ít nhất phải 6 năm hoàn chỉnh hết cái hệ thống 3 cái đăng điện. Nó sẽ vô đây nè. Rồi có thể nó vô rồi đó. Nó thành ra đó là cái khí nó đi trong người mình. Cái năm thứ hai, cái giai đoạn hai là khí nó lên đăng điện. Bởi nhiều người nó đang thắc mắc tại sao cái tụ khí hạ đăng điện mà không có tụ khí trung đăng điện. Trung đăng điện nó tự nhiên, không dùng ý được. Mày mày dùng ý là chết liền. Mấy thằng mà nó dùng ý á, là nó bệnh ngay, là nó bệnh về tạng phủ liền. Mọi người không biết khi nó dâng lên đó thì cái người mà học khí công nó kiểm tra bằng nào. Thứ nhất là ngủ thấy ánh màu tối nhanh. Thứ hai là trước khi ngủ tính toán gì tính nhanh rồi ngủ được liền. Còn cái thằng mà tính không có nhanh, nó ngủ thức nguyên đêm mới tính toán, nó đang suy lo tính toán gì trước khi cho chuyện công chuyện ngày mai, là cái đó gọi là sẵn linh tốt. Cái thứ ba là nghĩ tới đàn bà là nó nghĩ hoài nó không ngủ được, là thua, là cái khí chưa lên đăng điền trung. Cái đó là ba cái hồn nằm trong gan, ba cái đó là cái linh giác tự nhiên trong người á. Cái đó không có phải thể hiện bằng cái sức mạnh. Mày kiểm lại ba cái đó người mày coi ngon không, ba cái đó gọi là ba hồn tốt. Xong tới mày kiểm bảy phách là cái phổi. Bảy phách là gì? Mày ngủ mày có ngáy không? Rồi là một, ngủ rất là êm, âm thanh rất là êm. Là cái phách đó là phách điều khiển hơi thở. Cái phách thứ hai là cái nhịp tim. Ngủ mà tự nhiên đập thình thình cứ ngồi dậy hồi mới ngủ được. Đó là không được, là phổi yếu. Cái thứ ba là ngủ không có tiêu đồ hóa đồ ăn được, ngủ nó cứ khi ăn no ngủ không được, rồi thua. Khi ngủ nó vẫn tiêu hóa được mới đúng, là hồn cái phách nó tự động chỉ huy cho bao tử vẫn làm việc. Sáng mai vẫn đi cầu được. Rồi nếu mà ngủ mà vì ăn mà ngủ không được rồi, phổi yếu. Thành ra nhiều người không biết trị cái bao tử là sai bét. Cái thứ ba là ăn. Cái thứ tư á, nó ngủ tự kéo mền, lạnh tử mền, không có thì sáng mai mình sổ mũi. Cái đó là cái phách thứ tư. Cái phách thứ năm là ngủ thức đúng giờ. Giờ nó sáng mai tôi muốn 5 giờ dậy, khỏi gần vô chung gần 5 giờ thức mẹ rồi. Hoặc là có hiếm chứ, tức là nó cộng trừ khoảng 30 phút tới cái giờ đó. Cái độ nhạy tùy độ nhạy, có thằng nó ví dụ 5 giờ dậy là 4 rưỡi là cái đầu nó thức mẹ rồi. Còn ở thằng mà giỏi thì 5 giờ muốn dậy thì 5 giờ kém 15 là nó thức. Là cái độ nhạy linh giác phách thứ phách của phổi giỏi. Có lời là gọi là phách cảnh giác. Đó là một cái phách nữa
là cái nhiệt độ, tức là trời, tức là cái nhiệt độ mà cái nó tự điều tiết cái nhiệt độ, không đắp mền, nó biết lạnh biết nóng biết gì hết. Lạnh thì cái mền nực tung mền ra, thấy con nít không đó, á bắn ra mà ảnh đang ngủ á. Rồi là mấy cái phách đó, để coi còn mấy phách nào nữa không? Nói cho nó tài liệu phách ở đó, phách đây, phách đây, hô hấp, nhịp tim, tiêu hóa. Rồi cái thứ tư nữa là điều hòa cái đi tiểu đêm của mày. Đi tiểu đêm là sao? Là nếu mà tối đó mày mà nhậu bia nhiều thì đương nhiên phải đi đá, còn nếu mà không có thì nó không đi đá. Đó là cái phách điều khiển cái bàng quang lúc đó phải thận điều khiển mà cái phổi nó điều khiển. Thì đi đêm mà mày hay tiểu đêm rồi phách yếu, mà cái đó là cái phổi, trị phổi chứ không phải trị cái thận. Đó là cái phách. Cái thứ thêm một cái chức năng nữa là tự sản sinh sức mạnh tình dục. Như đêm nó gần phụ nữ sáng mai nó như thường, còn thằng sáng mai liệt giường liệt chiếu luôn rồi phổi yếu. Nó cuối cùng nhiều người nó không biết cái đó. Đó là những cái phách của phổi. Rồi là thêm cái tính là nhà nhiều người không biết, cái thai quan nó gọi là cái nguyên thần của mày, là cái thần này tiên thiên, tức là đời cha đời ông mày có trước khi mày sinh. Thành ra nhiều người ta nó đâu biết, để tưởng cái linh hồn là mới này, linh hồn nó có trước kiếp trước luôn. Tại vì trong khi mà sinh ra thằng bé từ 3 tuổi đi, nó đã có một cái tánh kỳ, có cái tánh riêng rồi, tức là chưa có học hành, chưa tiếp xúc xung quanh, tuổi thứ tư là nó có cái tánh. Là ví dụ thằng bởi vì ta gọi trong Việt Nam mình hay gọi là cho con nó bóc cái gì thì coi về sau thông minh cái gì, rồi nó bóc cây viết đó. Cái đó là cái gì? Nó chưa ăn học rồi sao nó lại bóc cây viết, có thằng lại bóc cái búa, có thằng lại bóc cái kia. Tức là qua cái đó trong Đông phương mà kiểm tra cái hồn nó có tiền kiếp, thành ra nó mới sanh ra đã có những năng khiếu có rồi. Thành ra tao cho bóc đồ để đoán con mình sẽ giỏi cái gì sau này. Cái đó là tức là tiên thiên hồn, tiên thiên hồn kiếp trước, hay là nguyên thần, trong trong đạo giáo gọi là nguyên thần, còn mình gọi là cái hồn kiếp trước, tức là cái hồn cái kiếp trước là cái gì, nó vẫn còn trong cái xác cái thằng con nít này. Cái thứ hai ấy, là cái tính nhanh nhẹn phản ứng về về phản xạ của thằng nhóc. Ví dụ như bóc bóc con quay mắt ra liền, để vào cái con bùn bùn bảy cái mắt nó theo, mới đẻ nó ngó theo con bùn bùn, thằng đó là sẵn lên tốt, là thằng đó tính toán rất là giỏi sau này. Thành ra con mình thì khi mà con á, người ta hay treo đồ, nếu mà nó theo dõi cái đồ là bắt đầu là cái linh hồn này sẵn linh nó tốt, tức là độ nhạy phải. Tính toán nó rất là tốt. Cái thứ ba là cái dục dục cái dục thần, trong đó là nguyên thần nè. Thức cái thứ hai mà nó thức thần là cái sự tính toán đó, thức thần. Thức là khi thức, cái hồn khi thức là nó tính toán rất là giỏi, thông minh, trí tuệ cao siêu, nó gọi là thức thần. Thành ra nhiều cái từ nhiều người học nó không hiểu thức thần là gì. Nguyên thần là cái hồn kiếp trước, không? Là nó bản thân nó không có gì, nó origin nó làm sao, nó y xì vậy đó. Cái thức thần là sau này khi nó ăn học nó gom thành cái trí thông minh, nó ra cái thức thần, tức là cái sự tính, tức là hồi con nít nó không biết gì, nó học 12 năm nó thành cái tính toán nó giỏi, đó là cái thức thần. Chứ không phải nguyên thần. Nguyên thần nó vẫn như vậy, nhưng mà cái thức thần nó do học tập nó tạo ra. Cái thứ ba là dục thần, tức là cái thần trong con người nó có ba cái: cái ham học, bọn cái ham gái, hay là ham ham tình dục á. Thì ba cái này phải cân bằng. Có thằng cái ham tình dục nó mạnh, gọi là tình ái nó mạnh, thì nó mê con nhỏ, nó mê tới cùng con nhỏ mà lấy thằng khác là nó giết liền, cái đó là dục thần mạnh. Thì khi mà kiểm tra ba cái này, tại sao nếu mà suy nghĩ do một người phụ nữ mà không thích nó lấy con nhỏ khác có gì đâu, nhiều thằng nó làm con nhỏ này là đẹp nhất thế giới theo, không cho nó lấy con thằng khác, ly dị cũng tìm cách không cho nó lấy chồng, nó nhiều người tánh nó gọi là dục thần mạnh. Thì khi mình biết là phải bị cách tự, cái đó là ba cái giai đoạn đang điền trung mày kiểm tra. Khi mà mày hai cái kia mạnh là như đằng kia nó nói là cái chỉ số thận bao tử tốt, là mày tập cái công đạt rồi đó. Bắt đầu mày kiểm tra mấy
cái hai là gọi là tánh tình và linh giác không, cái vô hình không, là bảy cái vô hình, bảy cái phách và ba cái hồn. Ba cái đó mà dở sẽ luyện cái hồn phách trong khí công gọi là lòng long với hổ, thanh long bạch hổ đó. Nó trong cái sơ đồ này là con hổ này. Thành ra nhiều người nó học chỉ biết luyện thận và bao tử thôi, mà thứ hai gọi thanh long bạch hổ chưa luyện, thì không bao giờ tiến tới tâm nữa, tức là trung tâm là trái tim. Trong bốn cái tứ tượng, cái trung tâm là trái tim, nó thành ngũ hành. Thì luyện bốn cái hành phải mạnh rồi mới luyện một cái tâm. Cái tâm là trái tim, cái tâm của bốn cái góc đó, có cái tâm. Thì một cái tâm này nó điều khiển bốn thằng này. Thì muốn điều khiển cái tâm thì phải luyện bốn thằng kia nó mới hình thành cái tâm. Đúng không? Giống như giờ mày muốn kiếm một cái tâm của một hình vuông thì nó phải đủ bốn cạnh. Có hai cạnh sau kiếm tâm. Thêm hai cạnh trên, hai cạnh dưới thành hình vuông thì mới ra cái tâm, hoặc hình chữ nhật thì mới có cái tâm. Thành ra nhiều người muốn luyện tâm á, tức là cái tâm trí á, luyện sớm là chết. Thì bốn thằng cận vệ chưa có, thành ra những người tập nó sẽ bị điên và tâm thần. Cái đó là nói tới cầu hỏa nhập ma là do đó mà ra. Thành ra nhiều người không có hiểu, tập phải theo nguyên tắc nó từ thấp lên cao. Thành ra khi học khí công là nên học khí công rộng trước, để tạo bốn góc, bốn cái khí, tứ khí, tức là tứ tượng khí, xong nó mới tạo khí trung tâm, còn gọi là con số 5, con số 1, số 2, số 3, số 4, số 5, tới gì 1 nhảy vào 5. Sai nguyên tắc của tự nhiên thì sẽ bị tàu hỏa nhập ma. Còn mình tập mình không có quan tâm, tập từ từ nó ổn định, cứ giống con nít mình học năm 1, năm 2, năm 3, tới năm 12 xong rồi mày học. Thấy không? Chứ giờ mày đang học lúc mẫu giáo mày hỏi đạo hà nguyên hàm thì tao thua rồi luôn. Tức là chưa gì vô tâm. Nhiều người nó học nó muốn dục tốc bất đạt, nó muốn vui với đọc cái đang mới đọc học khí công cái lật sách vận hành khí tiểu theo thiên thông nhâm đốc mạch rồi để chết cha động công không học me vậy. Cái nền tảng chưa có, cái nền nhà chưa có đòi xây nhà cao tầng, đó là sai. Mà nhiều người nó tưởng là dễ, đâu có đâu. Bây giờ thì chỉ nói đơn giản nhất để coi tại sao những người đã sai. Tao nói như vậy là con mắt thứ ba muốn luyện khí công mà giỏi đó, thì phải nhìn được bên trong. Tức con mắt mày, con mắt là có nè ha, là mình nhìn ngoài rồi. Lỗ tai mình nghe âm thanh bên ngoài rồi. Hửi là hửi âm thanh bên ngoài rồi. Vị giác mà nếm mà. Bây giờ nếm bên trong. Con mắt mà nhìn bên trong mà nhìn cái nào? Hỏi không biết. Lỗ tai mày muốn luyện, lỗ tai nghe bên trong luyện cái nào không biết. Cứ như con mắt mày nhìn nè, là mình thấy nè, cái này là cây viết. Cái này là cái miếng này, nó gồm có miếng sắt rồi ha. Tại sao mày biết trong này nó có miếng sắt đây, có miếng nhựa đây, miếng nhựa. Là mày ăn học. Học 12 năm mới biết là nhựa gì, epoxy hay gì vậy, nó biết hóa chất. Rồi cái này là tính năng, nó là kim loại, cái này là nhựa là chất trắng, chất mềm. Bây giờ có ăn học mình biết phân loại. Nhìn cái viết bít trong đó nó gồm cái vỏ và cái ruột rồi cái đầu viết bằng đồng. Thì kiến thức mày học 12 năm mới có. Còn mắt nó mới nhìn nó đoán ra. Nhưng bên trong nó tối om. Nó mà thì con mắt nó sẽ thấy trái tim nó thấy làm sao? Con mắt nó thấy cái thận nó thấy cái gì? Phải học ngôn ngữ của duy thức, tức là duy thức học. Không học duy thức học là không có luyện khí công tĩnh được đâu. Tức là con mắt mày trong bóng tối đó, mày nhắm mắt mày nhìn cái thận nó khác cái tim chỗ nào không biết, sao tập? Đầu tiên người ta tập, đầu tiên con mắt nó có hai cái, nó là một cái máy phát sóng và nhận sóng. Con mắt trái là nhận sóng, con mắt trái mà tưởng mà ánh sáng nó đưa vô con mắt mày trước, mắt phải nó phân tích, nó đưa vô một cái cảm quan này để vô cái hồi nãy ta có in cái hình rồi, hình nó lộ rồi, mới hình cái in bỏ đây đây nè. Khi mày là đầu tiên con mắt trái là nhận năng lượng nè, nó đưa mắt phải nó tính, xong hai con mắt này nó tạo là một cái dòng ánh sáng, nó tụ ở con mắt thứ ba nè, con mắt thứ ba từ đây nè thì dinh tăng thuật eyes, nó mới đem thông tin vô nó mới chuyển xuống, và con mắt ngoài nó đem ánh sáng nhưng nó trộn lại để nó suy nghĩ, nó tụ lại cái cục là optic shaft, mà là một hình tam giác, giống như là một cái kim tự tháp mà nó bảy màu, khi ánh sáng vô phân nó bảy màu thì cái gọi là optic shaft,
tức là cái chỗ nó phân làm 7 loại sóng khác nhau. 7 loại sóng khác nhau nó mới đưa vô tuyến tim. Để phân tách 7 cái loại sóng nó biết là cái màu đỏ là tim, màu đen thận, biết không? Màu xanh lá cây là gan, màu vàng là bao tử. Nó phải thấy cái màu đó rồi, cái con mắt thứ ba nữa nó nhìn 7 cái màu này, trong bóng tối nó phân lực 7 loại. Tập khi nào thấy 7 loại rồi bắt đầu nó đưa vào corpus, tức là cái chỗ nó phân loại ra. Nó đưa cho tuyến thalamus, thalamus là cái tuyến đó nó dẫn cái màu sáng nó chạy về đâu, như màu đỏ chạy tim, màu xanh nó chạy vào gan, chạy về từ đây. Rồi bắt đầu nó mới đưa vô cái tuyến thông minh nhất, pineal gland, tức là tuyến thông minh nhất. Nó phân tách xong bắt đầu nó mới cái ánh sáng trắng ở trên này nó mới gom, nó chạy qua optic shaft, xong nó chạy qua corpus, xong nó chạy cho ta. Đầu tiên là optic trước nha, nó qua pituitary, tức là qua tuyến yên nó lên cái khu này corpus, là nó phân loại xong nó đưa cho thalamus để nó tìm ra, hoặc đó nó đưa vô pineal để nó thông minh, nó xử lý xong lúc cái ánh sáng trắng rồi mình dùng cái ý mình dẫn ánh sáng nó đi xuống. Nó đi qua cổ thì thấy xương, nó đi qua cổ nó đứng ngừng hồi, thấy qua cái xương nhìn vô thấy cái tủy, trong đầu nó phân biệt hết, rồi xuống dần tới đâu thấy, mà muốn thấy ở đâu thì phải giải phẫu học cơ thể mình trước, mình thấy được 7 cái đốt xương cổ giống như này, rồi dần dần mà khi mình phân biệt hết rồi mới luyện công được, chưa có học con mắt thứ ba đang luyện, con mắt thứ ba xong có lỗ tai nữa. Bây giờ mình hít vô, mình nghe cái chữ hít rõ ràng nè, cái chữ hít đâu phải để chữ hít, mình hít này nè, mình thấy không, nó có cái âm thanh hít, cái lỗ tai là nghe bên trong chữ hít, còn mình lúc mình đang nói chuyện đâu nghe, nè, tao nói chuyện đâu nhưng mình nhắm mắt lại, đó nghe cái tiếng hít vô, đó là nó nghe hà, nó có chữ hít cái hà, là cái không khí vô nó ra. Nhưng bắt đầu bây giờ mày hít vô coi, mày thấy làm như nó chui xuống một cái bụng ở dưới cái bụng ở dưới, làm như nó có một cái bao dưới, có thấy cái bao đó không? Đó là nghe, nó thầy chưa đỡ phải nghe tập cái lỗ tai, xong là cái vị mày ngủ buổi sáng thức dậy xong cái miệng mày nó không, con mẹ có ăn mẹ đâu, đó là vị nội quán. Cái này nó gọi là tỉnh công nội quán. Trong khí công nội quán là sao? Không ăn mà lưỡi có mùi, lưỡi biết mà nó đắng buổi sáng mình thấy không, rồi mũi thấy miệng thối, sao nó biết miệng mình thối, thấy không? Cái đó là khi mình ngủ mà không có ăn không có ngửi sao nó biết miệng thối và biết cái miệng đắng. Miệng đắng là bệnh gì? Có hết. Người buổi sáng thức dậy mà miệng không đắng là bệnh gì, miệng mặn là bệnh gì, có mùi thối là bệnh gì, nó ngửi được hết. Rồi nhắm mắt thấy màu trắng nhiều trắng ít, xám nhiều xám ít, rồi nhìn trái tim thấy nó có màu gì, nhìn cái gan có màu gì, phải nhìn thấy. Dần dần tập khi nó bắt đầu phân biệt hết rồi thì bắt đầu nữa mày biết bệnh gì hết. Mình nhìn cái tim hôm nay nó đỏ nhiều là tim khỏe, nhìn cái gan mà thấy xanh nhiều là gan khỏe, nhìn cái thận thấy tối ô, ô. Cái thận nhìn không thấy màu đen nha, màu tím. Mà nhìn cái gan màu đen là chết mẹ mà luôn, là thận khí sạch giảm liền. Thành ra khi học lâu mới biết, con mắt nó nhìn hết cái đó, luyện xong là bắt đầu tập luyện khí. Ta gọi bài đầu tiên gọi là tỉnh khí công nội quán. Xong học cho mấy cái giác quan của mày, sáu cái giác quan là cái gì? Hai mắt, hai tai, hai mũi, miệng, lưỡi, rồi thân xúc giác và ốc. Nó nhìn bên trong nó thấy cái nó cảm, nó ra những cái từ ngữ gì, rồi sau đó mình biết xài sáu cái này, tức là nhìn cái này gọi là cái sắc thân thứ hai trong Phật giáo. Sắc thân thứ hai còn toàn là hệ thần kinh không à, không còn là cái con mắt mà chỉ là cái camera thôi, còn những cái chip bên trong con mắt là cái công tĩnh nó luyện. Cái chip tức là nó chứa những thần kinh không à, cái thần kinh mắt. Lúc khi mà tập tĩnh cái công, thần kinh mắt mình nó làm cái gì, thần kinh tai làm gì, mà thần kinh tai nó làm cái gì trong người mình thấy nó sao. Khi mình dùng thần kinh tai nghe hít hà, đó là thần kinh tai nó nghe đó, thấy không? Đầu mình nằm im hồ mình nghe tim đập đều lắm,
là cái thần kinh tai mới nghe được. Cái lỗ tai nó nghe ngoài sao nghe trong này, mày thấy khi nó nghe trong ở ngoài nó khóa cái lỗ tai lại, nó không cho nghe ngoài, nó hay vậy đó. Mày giờ mày đâu mà nhìn trong là mắt ngoài không thấy nè, mày mở mở như mày hơi khép mắt, mày nhìn, mày nghĩ nhìn trong thì nó đóng mắt ngoài à. Mày mở e héo vậy, mày suy nghĩ, mày nhìn, khi mày nghĩ trong thì tự động nó không cho thấy ánh sáng ngoài liền. Mày nhìn vô vô tưởng cái ôi tối om, không thấy gì ngoài liền. Nè mày nhắm mắt hờ đi, rồi mày nói mày nhìn, nhắm mắt nhìn vô trong, ô ở đây không thấy, nhưng mà mày có ý nhìn ngoài thế, ở đây này có cái thẻ trắng đúng không, nhưng mà giờ mày nhìn trong nó mất tiêu, thấy không, ở ngoài tối om không thấy gì hết. Mày thử nhìn trong rồi bây giờ mày nghe không vậy, mày lắng nghe trong ở ngoài không nghe gì hết, mày nghe cái hơi thở, mày thử hết đi, ở ngoài nó không nghe cái gì hết, nó nghe cái hơi chữ hít thở không. Rồi bây giờ mày ngậm nước miếng, mày cảm nhận cái nước miếng có cái gì trong miệng, nó lạ hay mặn, cái tự nhiên là đồ ăn mày ở ngoài mày không cảm nhận đồ ăn ngoài được. Rồi mũi vậy, mày hít vô trong mày thấy cái miệng mở thúi không, lo suy nghĩ trong ở ngoài không thấy mùi gì ở ngoài. Đó, bắt đầu sẽ phân biệt mùi trong mùi ngoài, cái mùi trong là thần kinh không. Trong khí công nó gọi thân xác thứ hai, luyện khí công là luyện thân xác thứ hai, thì giai đoạn đó giỏi rồi mới luyện khí công tỉnh được. Còn thân xác hai chưa có đừng hòng vô mà tập. Đó nói ý về cái bài khí công. Thì ba cái đăng điền nhớ, đăng điền một thận bao tử, đăng điền hai gan và phổi, đăng điền ba là thượng là trái tim. Nguyên thần là nơi chứa nguyên thần của mày. Cái nguyên thần là nó là cái linh hồn. Mà cái môn đó là môn cao cấp nhất trong khí công tỉnh, luyện cái hồn. Hồn có thể xuất ra xuất vào được, cái đó là chưa nói số, nói số thì mấy đó nó nghe nó tập điên luôn. Bây giờ tới thức thứ đó là phần lý thuyết, bây giờ qua cái